thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cái thông tin rất là cơ bản thôi về hai cái phương pháp, đấy là phương pháp trị liệu chơi và phương pháp trị liệu tương tác cha mẹ và con, cái hiệu quả của nó trong cái việc điều chỉnh hành vi của trẻ và cải thiện mối quan hệ giữa trẻ và người chăm sóc. Và chúng ta sẽ biết thêm một số những cái hoạt động chơi mang tính trị liệu trong cái tương mà cha mẹ hoàn toàn có thể dễ áp dụng ở trong cái tương tác hàng ngày với con ạ. Thế thì cái lý do mà em quan tâm đến chơi và sử dụng trị liệu chơi trong cái việc giúp đỡ trẻ em nhé, đấy là bởi vì tất cả chúng ta thì đều biết rằng là chơi là cái ngôn ngữ của trẻ em rồi, và nó là cái cách thức tuyệt vời nhất để trẻ có thể biểu đạt về bản thân và thế giới của trẻ. Và ở trong trị liệu chơi á, thì chơi là cái cách để mà trẻ sẽ kể cho chúng ta nghe xem là trẻ đã gặp chuyện gì và những cái cảm xúc của trẻ đối với cả cái câu chuyện đấy nó là như thế nào, cũng như là khi mà trẻ gặp những cái chuyện đó ấy, thì cái xu hướng hành vi hay là cái giải pháp mà trẻ tự mình đặt ra sẽ là gì. Tuy nhiên thì có thể là chúng ta là người lớn mà thì chúng ta không còn là trẻ em nữa, thế nên là lâu lâu rồi chúng ta không chơi, và cũng có thể là chúng ta sẽ có những cái hiểu nó không đúng về chơi, thì có rất nhiều những cái hiểu lầm, nhưng mà ngày hôm nay thì em chỉ muốn tập trung vào bốn cái hiểu lầm chính. Thứ nhất đấy là chơi là chỉ dành cho trẻ em. Nhưng mà thực ra thì là ai cũng có thể chơi ạ. Và có một cái câu nói rất là hay mà em rất là thích, đấy là chúng ta không dừng chơi vì chúng ta già, mà ngược lại đấy là chúng ta già vì chúng ta không chơi nữa. Vâng ạ. Chỉ là cái cách thức có thể là chơi nó sẽ khác nhau thôi, còn chơi nó là cái quyền tự do của bất kể ai, bất kể cái lứa tuổi nào. Cái hiểu lầm thứ hai ạ, đấy là cần phải có đồ chơi để chơi. Và nếu như mà muốn dỗ trẻ em hoặc là muốn để cho trẻ em vâng lời thì cần phải có đồ chơi để cho trẻ tìm tòi hoặc là trẻ nghịch, thì trẻ sẽ không còn những cái đòi hỏi hay là những cái nhiễu nữa. Tuy nhiên ạ, đấy là không nhất thiết, hoàn toàn không nhất thiết là phải có đồ chơi để chơi, mà trẻ em thì có một cái năng lực sáng tạo rất là lớn và trẻ có thể biến tất cả mọi thứ thành cái đồ chơi của trẻ. Hay như là cái tay nó cũng có thể sẽ là thành cái đồ chơi của trẻ. Một cái lá mà trẻ nhặt ở ngoài đường cũng có thể trở thành đồ chơi của trẻ. Một cái hiểu lầm thứ ba mà em thấy có thể là một số phụ huynh có, đấy là chơi thì nó chỉ vui thôi, nó không mang tính giáo dục, vì thế cho nên là không nên chơi nhiều, phải học hoặc là phải tham gia những cái lớp về kỹ năng thì mới có thể đưa ra được một số những cái kết quả nào đấy mà cha mẹ nhìn được. Nhưng mà trên thực tế ấy, thì chơi chính là cái quá trình học tập của trẻ, và thông qua chơi ấy, thì trẻ sẽ phát triển những cái kỹ năng của con ở trong đấy. Và ví dụ như là khi mà trẻ muốn có cái món đồ chơi đấy, hoặc là trẻ muốn sáng tạo cái đồ chơi theo một cái cách thức nào đó, một cái tính năng nào đó, thì trẻ sẽ phải suy nghĩ, trẻ sẽ phải tư duy. Hay như là khi mà những cái trong quá trình chơi có những chuyện xảy ra không như ý muốn của trẻ, và trẻ sẽ phải học về cách giải quyết vấn đề chẳng hạn. Hoặc và chơi cũng là một cái cách để trẻ thể hiện cái nhu cầu của mình và giải quyết những cái nhu cầu đó. Và như em nói lúc ban đầu ấy ạ, thì trong trị liệu thì chơi là cái quá trình giúp trẻ xử lý những cái điều mà khiến trẻ bận tâm trong đời sống hàng ngày và những cái cảm xúc bị tắc. Thì cụ thể nó là như thế nào thì một lát nữa em sẽ chia sẻ rõ hơn ạ. Và cái hiểu lầm lớn nữa mà em thường gặp ở trong một số những trường hợp mà em đã trị liệu ấy ạ, đấy là người lớn nói rằng là trẻ nhà tớ hoặc là kiểu cái thân chủ này mà tớ đang hỗ trợ ấy, thì là bạn ấy bạo lực lắm, bởi vì bạn ấy lúc nào cũng chơi rất là bạo lực. Và tớ thì rất là lo sợ về cái điều đấy. Rõ ràng là nó chơi như thế thì nó sẽ học những cái bạo lực như vậy. Thì tuy nhiên cái thực tế đấy là cái hành vi chơi của trẻ nó thể hiện cái cách mà trẻ nhìn nhận thế giới xung quanh và cái vấn đề mà trẻ đang phải đối diện, và nó hoàn toàn không định nghĩa trẻ là ai cả. Thế thì ví dụ như là một trẻ em có những cái hành vi chơi mang tính bạo lực ấy, thì có thể là trẻ em đã nhìn thấy những cái chất liệu bạo lực đấy, có thể là thông qua cái tương tác của những người xung quanh trẻ, hoặc trẻ là nạn nhân của một cái hình thức bạo lực nào đó, hoặc là trẻ xem những cái nội dung nó mang tính bạo lực chẳng hạn. Và trẻ đang tìm cách để xử lý những cái thông tin đấy là như thế nào.
nó có ý nghĩa là gì đối với cả mình. Thì đó là lý do mà trẻ có những cái biểu hiện chơi như vậy. Và trong cái quan điểm của trị liệu ấy thì tách bạch rất là rõ hành vi chơi của trẻ nó là gì và nó hoàn toàn không định nghĩa trẻ là ai cả. Thế thì mở rộng ra ấy, đó là trong chơi thì hành vi chơi nó không định nghĩa trẻ là ai, và mở rộng ra thì hành vi của trẻ nó không phải là trẻ. Cái hành vi này có thể là bất kỳ một cái hành vi gì, nhưng mà em rất là mong muốn rằng là cha mẹ có thể phân biệt rõ hành vi của con, cảm xúc của con và cái cá nhân của con là ba cái phạm trù nó khác nhau. Chúng ta sẽ không định nghĩa rằng là một cái đứa trẻ có những cái vấn đề như thế này thì đứa trẻ đấy là như vậy. Đó. Và khi mà em làm việc với các trẻ em ấy, thì cái quan điểm tiếp cận của em đấy là đằng sau hành vi của trẻ nó thường có một cái câu chuyện nào đấy, đặc biệt là nếu mà cái hành vi đấy lặp đi lặp lại rất là nhiều lần ấy, và trẻ có vẻ rất là bận tâm về cái hành vi đó, thì có thể nó là cái bề mặt của một cái câu chuyện đang bị giấu đi nào đó mà trẻ có thể không có đủ ngôn ngữ để trẻ kể ra cái câu chuyện đấy, hoặc là cái sức ảnh hưởng của cái câu chuyện đấy nó quá lớn khiến